Hai anh em lại là mình đây, chào mừng anh em quay lại với kênh Tay Cho Giống Cơm. Thì cách đây một khoảng thời gian á, thì mình có mua những cái hộp khẩu trang y tế về để mình review cho anh em và chia sẻ cho anh em trong cái mùa dịch á. Thì cái khẩu trang y tế á, cái giá nó đội lên nó rất là cao luôn, đâu đó tầm khoảng cỡ 99 ngàn, có lúc đâu đó tầm khoảng 150 ngàn một hộp luôn đó anh em. Thì mình thấy á, bữa giờ thì khẩu trang bắt đầu nó rớt giá lại rồi, mà nó rớt kinh khủng luôn anh em. Giá đâu đó tầm khoảng chưa đến 20 ngàn một hộp nữa. Thì mình mua cái này á, 4 hộp phải không, mà nó là 80k, nó là cái phí vận chuyển luôn em. Còn bình thường thì mình mua giá chỉ là 69 ngàn thôi. 69 ngàn cho 4 hộp thì vậy chi chia ra thì một hộp của nó đâu đó tầm khoảng là hơn 16 17 ngàn một tí thôi. Nó khá là rẻ. Cái này mình mua với 80k nhưng mà mình có áp cái mã hàng tiền nữa, thì khi mà hàng tiền xong á thì nó sẽ giảm nó đó còn tầm khoảng là 18 ngàn một hộp nha. Về phần đóng gói thì mình mua 4 hộp thì nhà bán hàng họ chỉ đóng gói sơ sài như vậy thôi anh em. Bỏ trong một cái dạng như giấy xi măng á. Thì bây giờ mình sẽ cùng anh em mở ra ha. Bữa giờ mưa quá chừng luôn, nên khẩu trang mà gửi đi như vậy nè thì nó cũng dễ bị ướt nữa ha. Đây, mình sẽ lấy ra. Cái này là tại vì mình khui ra mình kiểm tra nên nó bung á anh em. Cái sản phẩm này nè anh em, cái tên đầy đủ của nó là combo 4 hộp khẩu trang y tế cao cấp 4 lớp Tân Hoàng Minh. Thì anh em thấy đây nó có đại chữ Tân Hoàng Minh, thì mình thấy họ cũng có show ra những cái giấy tờ, những cái chứng nhận mà họ đã đi kiểm định á, nên mình thấy mình cũng yên tâm và mua. Mua cái này về, thường thường khẩu trang y tế này á, là mình chỉ bịt một lần rồi mình giục thôi, mình đi chợ này hay là mình sử dụng nó để đi ra đường hay là đi công chuyện công việc gì đó, thì mình khi mình đi á thì mình đem theo, mình bỏ đâu đó tầm khoảng vài cái trong cái túi xách của mình hay là cái ba lô. Thì khi mà mình sử dụng thì trong một cái đoạn đường thì mình sử dụng từ cái chỗ mình đi và cái đến cái chỗ mình cần đến ha, thì bắt đầu mình sẽ bỏ cái khẩu trang đó. Tại vì cái giá của nó thì bây giờ nó cũng khá là rẻ nên anh em cũng không cần phải gò bó hay là cần phải keyboard cho nó đâu. Lúc mà nó lên đâu đó tầm khoảng 90 ngàn hay là 150 ngàn một hộp thì khi mà anh em bịch á thì anh em khá là tiết kiệm, tại cái giá nó hơi cao. Còn bây giờ hộp có mười mấy ngàn à thì nó sẽ quay lại cái thời mà nó chưa có lên giá, nên cái việc mà bây giờ anh em có thể mua đâu đó tầm khoảng 4-5 hộp ha, để phòng ngừa hay để sử dụng thì nó cũng khá là tiết kiệm. Thì bây giờ mình sẽ khui ra thử cho anh em xem là một hộp đến hai hộp ha. Bây giờ mình sẽ mở ra một cái hộp bất kỳ ha, và số lượng của nó là 50 cái nha anh em. Đây mình sẽ lấy một sách cho anh em xem. Đây là cái khẩu trang của Tân Hoàng Minh họ làm, một cái màu xanh ở trước ha. Thì bây giờ mình sẽ thử cắt cho một cái nha. Giờ đây anh em, thì bây giờ mình đã cắt cái khẩu trang ra cho anh em xem rồi. Thì họ quảng cáo là cái khẩu trang của họ là nó 4 lớp. Thì khi mà mình cắt cái khẩu trang này ra thì anh em nhìn thấy đây, nó sẽ gồm một cái lớp màu xanh ở ngoài và kèm theo đó là ba cái lớp ở bên trong như vậy. Đây, tổng cộng của nó sẽ có cho anh em đó là 4 lớp ha, để anh em có thể sử dụng. Thì họ giới thiệu với mình đó là 4 lớp như vậy, thì khi mà anh em mua về anh em sử dụng thì nó cũng sẽ cảm giác nó an tâm hơn so với những cái khẩu trang mà nó hai lớp và một cái lớp bên trong á, là cái lớp của nó sử dụng cái dạng lớp theo cái kiểu mà bằng giấy anh em, thì nó sẽ không an toàn. Còn có loại 4 lớp như vậy mà bán cái giá nào đó tầm khoảng mười mấy ngàn hộp thì mình thấy nó quá ok rồi anh em. Cái á, vậy chi ra đó có mấy trăm đồng cái à. Đây, 4 lớp ha. Và cái phần dây của khẩu trang này khi mà mình thấy họ dập như vậy nè thì nó cũng rất là cứng cáp, nó khó có cái hiện tượng mà bị đứt hay là bị bung khi mà anh em sử dụng bịch trong một cái khoảng thời gian. Và bây giờ mình sẽ lấy luôn cái cọng sống của nó ra cho anh em xem ha. Đây, mình sẽ lấy luôn cái cọng sống của nó ra cho anh em xem. Đây là cái cọng sống của nó. Cái cọng sống của nó thì làm bằng nhựa nên khi mà anh em đem vô thì nó sẽ giúp cho anh em đeo được sát cái vòm mũi, và khi mà anh em đeo thì nó sẽ an toàn hơn. Thì mình làm cái video này cũng muốn chia sẻ cho anh em là khẩu trang bây giờ cái giá thành của nó cũng rất là rẻ rồi, nên khi mà anh em mua về sử dụng thì anh em cũng cảm thấy nó thoải mái hơn khá là nhiều. Với cái mức giá hiện tại thì mình thấy anh em ai cũng có cần cái nhu cầu mà cái khẩu trang để sử dụng khi mà đi ngoài đường, nhất là những anh em đi làm thì đây là một cái sự lựa chọn khá là rẻ, cũng giống như là tiết kiệm được cái tiền cho anh em. Nếu mà anh em muốn mua thì anh em có thể mua cái combo như vậy nè, nó rẻ hơn khá là nhiều. Về phần link mua khẩu trang này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha, hoặc phần ghi bình luận thì anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay cũng giống như là hữu ích cho anh em thì bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh Tay Cho Giống Cơm của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Ba anh em bye 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 bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.